Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin ôn bài Kinh Pháp Cú câu số 105. Nê Quát Đê Vô Nê Quát Đê Vô Nát Ganh Tháp Bồ Nam Mà Rồ Sá Há Râm Mù Nà Chí Tăng Áp Bá Chí Tăng Cá Dí Ra Tá Thà Rù Bát Sá Chàm Tú Nô Dầu Thiên Thần Thác Bà Dầu Ma Vương Phạm Thiên Không Ai Chiến Thắng Nổi Người Tự Thắng Như Vậy. Là bản dịch của Ngài Bà Thượng Thích Minh Châu. Vẻ vang tự thắng chính mình khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường. Chư Thiên Phạm Đế Ma Sao Thắng Kẻ Tự Thường Thắng Y. Là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin kệ. Alo. Dạ, đạo tràng có nghe rõ không ạ? Dạ, alo. Dạ, tại tôi thấy tín hiệu của cô Ái Kim mà. Dạ, không biết. Dạ, sao thú. Dạ, con xin kệ ạ. Nê qua đề vô là gan tháp bô Nam rô sa ha ram mu na Chi tăng a pa chi tăng ca di ra Ta tha ru ba sa chan tu no Ne wa de wo na gan tha po Na ma ro sa ram mu na Chi tăng a pa chi tăng ca di ra Ta tha ru ba sa chan tu no Ne wa de wo na gan tha po Namaro saharam muna Chitang apa chitang kahira Tatha rupa sacchantuno. Dạ, con xin hết, con xin nhường mic lại. Xin mời cô tội duyên tiếp theo ạ. Dạ, sa thú lần thai. Kính tri ân đại đức. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức kính lễ nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Bây giờ tự nhiên xin kệ kinh Pháp Cú. Cảm ơn Minh quá thân ái. Nê qua đề vô na gắn tháp bô Nam-ma-ro-sa-ha-ram-mu-na Chi-tăng-a-pa-chi-tăng-ka-di-ra A-ta-tha-ru-pa-sa-chan-tu-no Ne-wa-de-wo-na-gan-tha-po Nam-ma-ro-sa-ha-ram-mu-na Chi-tăng-a-pa-chi-tăng-ka-ri-ka-ta-ta-ru-pa-sa-chan-tu-no Ne-wa-de-wo-na-gan-tha-po Nam-ma-ro-sa-ha-ra-sa-ha-ram-mu-na chi tăng tăng cái ra ta tha ru ba ta chan tu no ne wa de wo na gan tháp bo namarosa ram mu na chi tăng apa chi tăng ca di ra Tatha rupa sanchan tu no Dầu thiên thần thác bà Dầu ma vương phạm thiên Không ai chiến thắng nổi Người tự thắng như vậy Khổ thơ Hòa Thượng Thích Minh
châu. Vẻ vang tự thắng chính mình khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường. Chư thiên phạm đế ma vương làm sao thắng kẻ tự thường thắng. Phổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ, bây giờ đã thấy tín hiệu của chị Răng Đông. Dạ, kính mời chị. Sa thú cô tu nữ Tuệ Duyên, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Thâm Má Chá Rí, và con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 105. Nê quá đề vô na gần tháp bồ na ma rô sa bram mu na chi tăng a ba chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu no. Nê quá đề vô na gần tháp bồ na ma rô sa bram mu na chi tăng a ba chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu no. Nê quá đề bồ na gan ta bồ na ma ro sa bram mu na chi tăng a ba chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu no. Dầu thiên thần tháp bà, dầu ma dương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nê qua đề bồ na gầm tháp bồ na ma rô sa bram mu na chi tăng a ba chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu no. Dễ dàng tự thắng chính mình khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường. Chư thiên phạm đế ma dương làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sít Rạng Đông. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Đức Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ Đức Tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài pháp cú số 105. Nê quá đê vô ná gan thát bô Na ma rô sa ha ram mu na chí tăng á phá chí tăng ca di ra ta tha ru bát sa chan tu no. Nê quá đề vô na gan tháp bô Na ma rô sa ha ram mu na chí tăng á phá chí tăng ca di ra ta tha ru pát sa chan tu no. Tê quá đê vô ná gan thát bồ ná ma rô sa ha ram mu na chí tăng á pa chí tăng ca di ra ta tha ru pát sa chan tu no. Dầu thiên thần thác bà, dầu ma vương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Vẻ vang tự thắng chính mình khó ngàn vạn chiến binh xa trường. Chư thiên phạm đế ma vương làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và Cẩm Vân đã ôn bài xong. Mến mời bàn tay Sít Trần Đạo. Mời Sít. Cảm ơn chị Cẩm Vân. Nam mô Đức Thầy Giá, Nô Thân Mô Sơn Khai Giá. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tuệ Đức,
lễ Đức Đại Nhẫn cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính lễ cô tu nữ Tamachari, cô tu nữ Tị Duyên. Kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Đại Đông, cô tu nữ Tị Duyên cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh Pháp Cú số 105 ạ. Này qua đê vô nà văn pháp mô nà ma ru sa hà prâm mô nà chị tăng a ba chị tăng ca di ra ta tha ru ba sa chăng tu nô. Này qua đê vô nà văn pháp mô nà ma ru sa hà prâm mô nà chị tăng a ba chị tăng ca di ra dầu thiên thần thác bà, dầu ma dương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nề qua đê vô nà văn tháp mô nama rosa hà lâm mô na chị tăng a ba chị tăng ca di ra ta tha ru pa sa chăng tu nô. Dễ dàng tự thắng chính mình, khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường. Chư thiên phạm đế ma dương, làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Đó là phổ thơ cái Hòa Thượng Như Đức. Và cảm ơn Vinh Bá Tha Na đã bắt bài ạ. Và con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Sa thu lành thay xích chân đạo. Nam mô Phật Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ và cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, xin biết cô tu nữ Tham Ma Chari có kệ kinh không ạ? Nếu có thì là xin được kính mời cô giơ tay để kể. Dạ, kính mời cô tu nữ Tham Ma Chari. Tại vì mấy thấy vừa thấy cô đảnh lễ cứ tăng xong. Alo. Dạ, không thấy tín hiệu của tu nữ Tham Ma Chari. Vậy thì con xin được kể kinh Pháp Cú số 105. Nê va đê vô na gan tha vô na ma ro sa ha pra mu na tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu no me wa de wa na gan tha bo na ma ro sa ha pram mu na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa cha tu no Nê va đê vô na gan tha bô na ma ro sa ha pram mu na chi tăng a pa chi tăng ca di ra ta tha ru pa sa chan tu no. Dầu thiên thát bà, dầu ma vương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Vẻ vang tự thắng chính mình, khó hơn ngàn vạn chiến binh xa trường. Chư thiên phạm đế ma vương, làm sao thắng kẻ tự thường thắng y. Dạ, Nam Mô Phật Tha Gia, con xin được chấm dứt ngày hôm nay và con xin được thay mặt đạo tràng. Xin được thuyền hôm nay chắc anh Cách Nát bị có vấn đề nên là rung khắp tỉnh Pháp Sư được. Nên con xin được thay mặt xích tỉnh Pháp Sư. Brahmacaloka-thipati-sahampati katanyaryanti-varang ayajata-santita-tapparyakha-jatika te-se-tu-thammang-anukampi-mang-pa-chang. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhân lời những chẳng gì hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày rời chân sang,
thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ gia vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tích ca rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi. Chúng con ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu đẳng trí chi vẹn toàn. Dạ, Nam Mô Phật Thà Giá. Thay mặt đại chúng trong rung con xin được thành kính cung thiện đại đức cả tuệ nhân từ bi văn thì thuyết giảng từ vương ý nghĩa và duyên sự bài kinh pháp cú 106 đến học từ chúng con. Nam Mô Phật Thà Giá và kính cung thiện đại đức tuệ nhân và kính chúc đạo tràng một thời kính pháp an lạc. Kính là cung thiện đại đức tuệ nhân ạ. Dạ, trước khi vào bài pháp, chúng ta hãy luôn luôn hướng về khoảnh khắc này. Mỗi một ngày chúng ta hãy luôn luôn nhớ rằng cái thấy đang sanh khởi, xem là chúng ta có biết về cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, đụng hay không. Rồi khi tâm tham đến thì chúng ta biết là tham này nó có si hay không, nó có ngã mạn hay có tà kiến, hay là tâm sân này, thì là cái sân này từ đâu nó tới, nó không có và rồi nó xuất hiện. Nó đi qua cái căn nào mà nó vô. Thì quý vị hãy luôn luôn về, hãy luôn luôn sáng thức dậy, niệm ơn Đức Phật xong phải luôn luôn nhớ về. Hãy nhắc nhở về sáu căn này, các pháp nó đang diễn hoạt, nó đang có ở mặt ở đó rồi. Và chúng ta không có trực nhận được hiện tại thì là vô minh nó ở đó. Như vậy thì dù chúng ta có học pháp Đức Phật bằng cái ngôn từ thì chúng ta cũng chỉ giết chết chính mình mà thôi. Mà luôn luôn phải nhớ rằng khoảnh khắc này là gì, cái gì đang có mặt. Vậy chúng ta mới thấy rằng chỉ có pháp nó đang có mặt rồi nó biến mất. Nó biến mất rồi thì nó không sanh lại nữa, nó không bao giờ sanh lại nữa. Thì nó không sanh lại nữa thì có nên cho nó là thường, có cho nó là của tôi, là tự ngã của tôi nữa hay không? Thì chúng ta cần phải học pháp cho nó thật là đúng. Bởi vì giáo pháp của Đức Phật nó rất là cao quý. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là ôi cái thấy cái nghe trong đời sống hàng ngày có cái gì mà phải học đâu. Đừng có nghĩ như vậy, đó là tứ thánh đế, nó nằm ở trên cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm của quý vị, của tất cả chúng ta. Đức Phật là Bồ Tát, ngài giác ngộ 4 A Tăng Kỳ, ngài tạo 3 năm mật, ngài mới thấy được cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm được này là vô thường, là khổ, là ngã. Khi nào mà chúng ta hiểu dần về cái thấy, cái nghe thì chúng ta sẽ thấy tam tạng kinh điển nó là một, có gì nó đều chỉ về những cái thực tại đang có mặt hết. Nếu thực tại nó không có mặt thì làm sao chúng ta biết được đâu là sân, đâu là tham, đâu là si, đâu là tà kiến, đâu là sự an tịnh. Vậy thì chúng ta phải nhớ là sách vở, chúng ta học. Học không phải là để chúng ta chia sẻ những cái từ đó, là từ này nó có nghĩa như thế nào, rồi ở trong chú giải nó như thế nào, ở trong thím giải nó như thế nào, không phải. Học cái từ đó phải hiểu được là cái từ này nó chỉ cái nghĩa này thì nó nằm ở đâu, về cái thấy hay cái nghe hay cái ngửi, hay sau cái thấy cái nghe cái ngửi này cái pháp đó là gì, cái hiện thân của cái pháp đó khi nó có mặt là cái gì, thì cái đó được gọi là, mới gọi là pháp học, mới gọi là cái chánh kiến của pháp học. Thì cái pháp học đó nó là cái nhân duyên đưa đến pháp hành. Cái pháp hành á, nó học đúng á, hành đúng về cái thực tại đó, đó thì nó xuyên vào cái bản chất vô ngã của nó, thấy đúng là Đức Phật dạy tất cả thế gian này chỉ là năm uẩn,
cái chấp thủ năm uẩn, xả ly năm uẩn thì là giải thoát, không có con người, không đàn bà, không có đàn ông gì cả, mà chỉ có các cái pháp duyên hành, pháp vô minh duyên hành. Nó chỉ có tâm, tâm sở và sắc pháp luôn luôn hiện diện, sanh và diệt đi suốt cả ngày, và nó cứ đắp đổi rồi nó đắp đổi, nhưng mà nó đắp đổi, nó bồi đắp cho em, nó đắp đổi, nó sanh diệt, nhưng mà cái hình tướng, cái tướng của nó giống như chúng ta nhìn, chúng ta nhìn một con người thì chúng ta nhìn vào cái tướng bên ngoài, chúng ta tưởng đó là một con người, nhưng mà chúng ta cũng chấp mình là một con người, nhưng mà khi chúng ta quay vào bên trong, chúng ta nhìn thấy các cái thực tại thì chúng ta thấy ồ, lúc này nó có tham này, lúc này nó có sân này, lúc này cái nghe nó sanh khởi thì nó không phải là cái thấy này, lúc mà có cái thấy thì không phải có cái nghe này. À, như vậy lúc đó chúng ta mới thấy được từng cái thế giới riêng biệt của các cái thực tại này nó sanh khởi. À, thì mới thấy được nè, thế giới này nó chỉ có vô vàn những cái thấy và cái được thấy nó sanh khởi tùy theo duyên nghiệp của nó mà. À, cái nghe cũng vậy, cái ngửi cũng vậy, cái nếm cũng vậy. Như vậy thì chúng ta đã trải qua vô lượng những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm từ vô thủy kiếp đến giờ rồi. Nó không còn cái gì thêm ngoài cái thấy và đối tượng được thấy nữa. Như vậy nó sanh, nó diệt đi suốt cả ngày, cả tháng, cả năm, cả đời mà chúng ta không hề hay biết nó, và cứ chấp thủ nó hoài. Thì bao giờ mà chúng ta cứ nghĩ, chúng ta nguyện là kiếp sau đắc A-la-hán, được không? Được không? Quý vị nghĩ được không? Nếu mà bây giờ chúng ta không có hiểu về thực tại này mà chúng ta nguyện là kiếp sau đắc A-la-hán, được không? Được không? À, chúng ta đang sống trong mộng đó, đó lại là một tà kiến đó. Vậy là kiếp sau có mình đắc A-la-hán ư? Không phải, mà chính cái hiểu biết này nó sẽ tiếp lối, nó tiếp cái dòng, nó tiếp tục một cái nền tảng cho nó để giác ngộ. À, cái chánh chi kiến về tứ thánh đệ. Nên là cái chi kiến và giáo pháp Đức Phật rất là quan trọng. Nó quan trọng đến tột bực. Mà thời buổi bây giờ thì chúng ta biết rằng là các cái loại pháp và thầy bà thuyết đủ thứ, không có thiếu một cái gì, và nó che lấp hết cái giáo pháp của Đức Phật. Chỉ có một số các ngài, các cái vị mà có những cái chánh chi kiến, chánh trực, đúng đắn về pháp được thôi. Và chúng ta biết là thiền định bây giờ cũng vậy, nhiều vị mướn cái khách sạn, nhà hàng, rồi là giảng dạy ở những cái resort, rồi giảng dạy những cái thiền mà giáo pháp của Đức Phật á, rồi tưởng này kia, chúng ta thấy mà cái vị tỳ kheo nữa, làm những cái mà học rất là giỏi nữa, nhưng mà làm những cái việc đó không có đúng pháp của Đức Phật, không có đúng. Và chúng ta biết này, cái chi kiến á, nó rất là quan trọng ghê lắm. Và chúng ta biết là cái thiền định tốt nhất á, là chúng ta phải học kỹ lưỡng về thanh tịnh đạo, rồi học kỹ lưỡng về phân tích đạo, xong bắt đầu học phải biết được rõ thiện bất thiện, rồi còn phải đến những cái bậc thầy về thiền định mà chúng ta cần phải học và phải xem là mình hợp với là những cái đề mục nào nữa. Thì rồi chúng ta phải có những cái không gian, thời gian, sức khỏe thì mới tu tập được. Nên là cái người mà lên trên mạng mà dạy về thiền này thiền kia, bây giờ gọi là thiền online đó, chúng ta thấy là không biết là các vị đó nghĩ làm sao. Và thì chúng ta thấy rằng là giáo pháp của Đức Phật, thà là mình nói trong kinh điển một cách rõ nghĩa lời Đức Phật dạy, còn khi nào mình thực sự về thiền định, mình phải chứng, mình phải có cái sự mà thẩm xét trong kinh điển rõ ràng. Ví dụ như chúng ta thấy thiền định nó tốt đẹp nhất ở trên thế giới hiện tại bây giờ chỉ có Ngài Ba Ốc, trung tâm của Ngài Ba Ốc. Và chúng ta phải biết khi mà chúng ta học cái gì đó thì phải rất là quan trọng, rất là học Phật Pháp không phải là chuyện dễ. Vậy thì chúng ta cần phải nhớ luôn luôn, phải nhớ về Đức Phật dạy cái gì. Ngài dạy Pháp chứ Ngài không dạy con người này, con người kia. Và Đức Phật không bao giờ dạy là con phải thực hành như thế này, con phải làm như thế này. Không,
Đức Phật chỉ nói là cái pháp này, cái duyên nó sanh lên như vậy, nó diệt đi như vậy, hướng tâm như vậy, sẽ chứng đắc được như vậy, như vậy. À, thì những ai có cái duyên nào thì, nhưng mà chắc chắn là họ phải biết được cái tuần tự của pháp. À, khi mà nó vận hành theo nhân duyên, thì lúc đó có người thì có duyên cả với thiền định, thiền quán. Có người thì chỉ có duyên đắc được cẩn định rồi vào thiền quán. Có người thì không cần phải đắc thiền định. Các người, các vị do vị đó đã nhiều đời tích tập nghe pháp, có trí tuệ sẵn rồi. Các ngài chỉ cần nghe về những cái thực tại trong đời sống hàng ngày, thì bản thân của trí tuệ là luôn 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 có chánh định ở đó rồi, nó có chánh niệm ở đó rồi, nó có tinh tấn ở đó rồi. À, chứ không thể nào mà cái chánh kiến nó đi mà nó lại dẫn tà định nó đi khác là sao được, không có chuyện đó. Nên là chúng ta phải hiểu rất là rõ ràng ha. Khi mà chánh kiến mà đã sanh khởi thì nó luôn luôn phải có chánh niệm, luôn luôn phải có chánh định, chánh tinh tấn. À, mà kể cả sau đó luôn luôn phải có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Bởi vì cái chánh kiến nó đi đầu, nó dẫn dắt các pháp đồng sanh của nó, làm sao nó lại có những cái tà đó được. Nên là chúng ta phải nhớ cái chánh chi kiến là cái cốt tủy. À, chúng ta luôn luôn phải nắm giữ nó. Nếu không nắm giữ đó thì sẽ không bao giờ có đạo, có quả, có cái gì cả. Nên là khi học một cái điều gì đó thì chúng ta cần phải rất là rõ. Vậy thì cái đề mục của thiền định nó là khác, đề mục của thiền quán nó hoàn toàn khác nhau. Và hôm nay thì chúng ta sẽ học cái bài số 106 này, kệ Phật cú là Mase Mase Sahathena Yo Ya Che Tha Satang Satmang E Kancha Pha Viết Tát Ta Năng Mahut Tát Ma Pi 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 Pu Chát Ye Sa Ye Wa Pu Chát Ta Se Yo Danh Che Quá sát sát tăng hú tăng. Bản dịch Việt về văn xuôi là: người có thể cúng tế 1.000 đồng tiền hàng tháng trong một năm, trong 100 năm, và người có thể lễ bái dầu chỉ trong phút chốc đến một vị có bản thân đã được tu tập. Chính việc lễ bái ấy là tốt hơn vật lễ cả trăm năm. Như vậy một vị mà có giới hạnh trong pháp của Đức Phật, giới hạnh thôi, một vị có giới hạnh thôi, có thiền định thôi, chưa nói đến đạo quả, mà những người cư sĩ hay là những vị chư tăng cúng dường ngài những cái bữa ăn, thì cái phước đức nó vô lượng vô biên. Bởi vì cái vị tăng đó được gọi là một vị tăng trong sạch. Nói chi đến cái vị như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái vị tu tập như vậy thì chúng ta thấy là tất cả những cái bức tượng ở trên đời này, dầu chúng ta có cúng cả trăm năm, chúng ta nghĩ đó là Đức Phật, nghĩ đó là Quan Âm Bồ Tát, Đức A Di Đà, chúng ta đem chuối, đem tiền, đem quải vô đó cúng, thì cả trăm năm chúng ta cũng không có cái phước gì cả. Vì cái đó là cái sắc pháp, không có thọ dụng gì hết. À, điều đó là chắc chắn. Và nếu mình cầu nguyện được phước báo nữa thì cái tâm đó lại là một tâm si, là một tâm tà kiến. Như vậy chắc chắn một điều rằng là chỉ có tâm thanh tịnh của bậc thánh đang sống, một vị sư đang tu tập hướng đến đạo quả và chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, hay người cư sĩ chứng đắc những cái phẩm hạnh này, những cái đạo quả này, thì người đó dầu là cúng một miếng ăn một chút ít thì nó cũng đem lại vô lượng vô biên những cái phước báo và cái chi kiến chân thực nhất, đạt được cái chi kiến chân thực nhất. Còn tất cả chúng ta đem tiền bạc đến những cái lơi thừa tự mà
gieo mình vào, hướng cái tâm của mình vào những cái bức tượng được vẽ đó, được đắp đó, cúng bái lạy lục cầu xin đó, thì dầu người đó có trăm năm mà thậm chí cả ngàn năm hay chăng nữa, thì họ không được cái thành quả gì cả, bởi vì những cái sắc pháp đó không có cái tâm thọ dụng. Thà như mình cho cái người mà xin ăn, mà cái tâm của họ, người ta có tâm, có thọ dụng, có thọ dụng nên mới có quả báo. Còn bây giờ chúng ta để những cái vật phẩm ở chùa đó mà không có ai thọ dụng, cái miếu đền đó không có ai thọ dụng cả trăm năm, không biết, mà họ chỉ hướng tâm đến cái bức tượng đó thôi, thì sao? Thì nó không bao giờ mà có một cái phước báo nào cả, thậm chí mà nó còn là một cái sự si mê, nó đem đến những cái tà kiến. Vậy để cho chúng ta thấy nè, những cái vần kệ mà Đức Phật dạy cho chúng ta, cái chánh kiến nó rất là quan trọng, nó quan trọng ghê lắm. Nhưng mà con người của chúng ta đó, thì con người với con người của chúng ta nó khó cho nhau lắm, phải không ạ? Không ai biết ai là thiện hay cả, không ai biết ai tốt hơn ai hết, rất là khó. Chẳng qua là chúng ta ở trong cái hình thức, ví dụ như là mình đi tu tập trong giáo pháp của Đức Phật, thì người ta nghĩ đây là những cái vị sư, vị chư tăng, người ta nghĩ họ cúng dường ở đây, nghĩ được phước, vậy là cũng là tốt thôi. Nhưng mà để mà con người mà kính trọng, mà quy phục một con người thì nó khó vô cùng, nó khó lắm. Mà thậm chí nói thiệt chứ, cái bậc thánh là trước mặt của chúng ta còn căm còn ghét nữa, chúng ta còn chửi nữa, còn mắng nữa. Thì chúng ta thấy cuộc sống này nó, nếu mà tâm của chúng ta nó không có trễ đó, nó không có thấu được cái pháp đó, nên là nó đem đến vô cùng những cái tai hại. Chứ còn bậc thánh nào cũng vậy, bằng xương bằng thịt đang sống hết á, không có cái bậc thánh nào mà không sống cả. Do vậy Đức Phật niết bàn rồi, nên là không còn Đức Phật ở đâu nữa cả. Vậy chỉ có cái gì? Chỉ có cái giáo pháp, lời dạy của Đức Phật là chứa hàng, có thể hàng vô lượng các vị thánh ở trong đó được. Vậy thì chúng ta thấy được lời dạy của Ngài là bất tử. Nếu chúng ta đi theo cái lời dạy đó mới là cái cốt tủy. Cái từ ma-xê là có thể, sa-háp-thê-ná yô-chá-dê-thá sát-tăng-sát-ma. Cái từ ma-xê là một cái từ, đó là từ nguyên mẫu của nó là ma xá, là cái danh từ trung tâm. Ở đây chia theo định sở cấp là tháng tháng hay hàng tháng, hàng năm, tháng tháng. Rồi cái từ xá hát xê ná là cái xá hát xá là một cái danh từ trung tâm. Ở đây chia theo sử dụng cấp là với bằng một ngàn. Cái từ giá chê thá, căn của nó là căn rách, động từ. Là có thể cúng tế. Nghĩa của nó là có thể cúng tế. Cái từ sát tá, chỉ cho số là nhân. Cái số này nó thuộc về trung tâm, mà chia theo đối cách là 100, sát tác. Sát măng là sát má đó, là cái tính từ ở đây chia theo đối cách là bằng. Tiếp theo cái câu là ê canh chát, pha quý, tát ta năng, má hút tá, má pí, pu chát dê. Là pha quý Attamang á, nó gồm nó hai từ, là pha quý Attanang, pha quý cộng Atta,
nó là một cái nhóm từ, ở đây chia theo nhóm từ thuộc thuộc về năm tánh và chia theo đối cách, là đến một vị có bản thân đã được tu tập. Thì một vị bản thân đã được tu tập là gì? Là một vị tỳ kheo đã chứng được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo. Là một vị tâm đã được thuần hóa, đã được thanh tịnh, đã được an vui, đã không còn rộn ràng với các dục nữa, đã không còn mê say trong các dục nữa, đã không còn đảo điên bởi các dục nữa, đã không còn vô minh về năm uẩn nữa, đã không còn vị không còn không còn trở lui những cái thân bất tịnh tấu uế này nữa, này không còn trở lui nữa. Phá huy tá chúng ta biết là quá khứ phân từ, động từ nguyên mẫu của nó là pha tát tí, pha quá tí chứ, để chia theo quá khứ phân từ nên là nó trở thành pha huy tá, là đã được tu tập, đã được phát triển. Như vậy những cái vị đã được phát triển giới định tuệ, tăng thượng giới, được tăng thượng định, tăng thượng tuệ, đã diệt trừ được các cấu uế phiền não ở nơi tâm rồi ha. Pha quê tí là phát triển, phát triển ở đây tức là phát triển cái gì? Phát triển về thiền định và thiền quán, phát triển thiền định và thiền quán, phát triển pha qua la, phát triển được cái thiền định và thiền quán. Áp tá là cái danh từ nam tánh, là tự mình. Áp tá tự mình. Pu giá chê, căn của nó là căn phúc. Động từ ở đây là có thể lễ bái, lên cúng dường, lên kính lễ. Như vậy thì dầu cái vị đó có đem lễ vật đến những cái đền chùa, đến những cái miếu mạo nơi hoang vu, mà ở đó người ta tạc cái những cái bức tượng linh thiêng vẽ râu vẽ hùng này kia đó, cúng dường những cái đó, tế tự, rồi thậm chí này người ta giết trâu giết bò hay mang heo quay đi cúng ở cái chỗ đó cả hàng trăm năm, hàng ngàn năm, thì cũng không có thể có cái giá trị bằng được là mình đem những cái cơm, cái canh mà buổi trưa đến hay buổi sáng đến các cái vị tỳ kheo đi bát, những người con Phật đi bát xin ăn, dầu là chỉ cần một chút ít đồ ăn, các ngài ôm bát về với thân hành niệm, với chánh niệm tỉnh giác, các ngài làm cho tăng thượng giới học, định học, tuệ học, các cấu uế được diệt trừ, cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả các của các ngài mỗi ngày mỗi tăng trưởng như vậy á, thì dầu là chúng ta chỉ cần cúng một chút ít thôi, nhưng mà nó rất là thiết thực hiện tại. Tâm của chúng ta nhìn thấy người thật, việc thật, nhìn thấy những cái dòng pháp thật, thì tâm của chúng ta nó sẽ chứng kiến được những cái sự vi diệu khi mà chúng ta được gần các cái bậc thạc đức, thạc tuệ này. Rồi tiếp theo nữa, cái từ sa dê quát pu chặt pu chân ta xây vô danh chê quát quát sát sát tăng hú tăng. Cái từ sa là nó cũng giống như cái từ tá, nó một cái đại từ lữ tánh, ở đây chia theo chủ cách là việc lễ bái ấy. Còn cái dê quá là một cái trạng từ, chính hay là ngay cả hay là cũng vậy, cái nghĩa của nó là chính hay là ngay cả hay là cũng vậy. Rồi pu 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 chana, pu chana căn của nó là căn pu, nó là một cái danh từ lữ tánh, chia theo chủ cách câu kệ này, việc lễ bái,
việc lễ lạy, việc lễ bái, việc lễ lạy. Thì có cái chỗ là pu chê tí thì nó là cái động từ nữa hả? À, con kính bạch lễ Đức Phật á. Còn cái này là pu chánh na, nó là một cái danh từ cũng chỉ cho cái việc lễ bái, lễ lạy, việc dân cúng. Rồi cái từ quát xá sát tăng, quát xá cộng với sát tăng là một cái nhóm từ, ở đây chia theo chủ cách là trăm năm. Trăm năm, như vậy chúng ta thấy thì ở đây nói là gì? Trăm năm đây nó nói nếu có một đời mình đi ra nó vô ích á. Nó vô ích. Nên là nhiều người, người ta ở bên Ấn Độ, người ta hay thường đi cúng những cái thần cây kia, sông Hằng này kia đó hả, tấm giết này kia đó. Người ta mang hoa, mang hương đến những cái bờ sông Hằng này kia, người ta cầu nguyện này kia hả. Hay là những cái đền. Và chúng ta thấy là mới đây thôi thì dân chúng nó, cái lễ đó mà đi, và chính vì vậy mà Ấn Độ nó sản sinh ra cái chủng tử Delta đó, chết rất là nhiều, nhưng mà người ta vẫn đổ xô đi để tắm sông Hằng và rửa tội mới này, làm cái lễ cầu nguyện đó. Thì chúng ta thấy nó trước mặt như vậy nhưng mà người ta vẫn cho đó là linh, là thiên. Rồi tiếp theo nữa là cái từ quát sát sát tăng, quát sát cộng sát tá là một cái nhóm từ chia theo chủ cách là trăm năm hả. Quát sát là giống như là mùa hạ hả. Quát sát danh từ trung tánh là năm. Còn cái từ quát sát nó cũng là mùa hạ đấy hả. Từ sát tăng thì chúng ta biết là nó là số, là chỉ cho 100 hả. Vậy là còn cái từ hú tăng cái căn của nó là căn hú cộng với tá. Ở đây đó là danh động từ trung tấn chia theo chủ cách là vật tế lễ, việc cúng lễ. Đó là những cái ý nghĩa của cái từ vựng mà được trích trong cái bài pháp cú này. Và ở đây Ngài Thích Minh Châu là Ngài dịch là tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm chẳng bằng trăm giây lát, cúng dường bậc tự tu cúng dường vậy tốt hơn hơn trăm năm tế tự. Trăm năm bỏ cả thời gian chí thành tế tự núi vàng rừng châu, chẳng bằng giây lát cúi đầu cúng dường bậc thánh dày sâu phước lành. Tại sao vậy? Như vậy là tất cả những cái đức hạnh gì nó tốt đẹp nhất ở trên cuộc đời này, nó phải nằm trong trái tim của một con người. Nó không thể làm mà pho tượng đá được. Đức Phật không có dạy như vậy, phải không ạ? Tuy rằng năm uẩn nó có bất tịnh, nó có phiền não, nhưng mà cũng năm uẩn đó, ở trong đó cũng có trí tuệ, cũng có tuệ giác. Như vậy chúng ta thấy chúng ta thường, cuộc đời của chúng ta thường thích đi cầu nguyện ở chỗ này, chỗ kia để mong cho gia đình mình được an vui, để mong cho gia đình mình thoát khỏi lạn tai, để mong cho gia đình mình có con cái xinh đẹp, không có bệnh tật. Và chúng ta biết là thế giới của loài người thì nó đa tôn giáo, đa sắc tộc, nó đa dạng những cái lễ nghi này kia. Còn các cái chúng sanh như loài trâu, loài bò này kia, chúng không có những cái tôn giáo đó. Chúng có cái quy luật của nó, chúng ăn cỏ rồi về, rồi chúng sanh con đẻ cái rồi chết thôi. Đơn giản lắm. Nhưng mà loài người của chúng ta thì rất là thông minh, nhưng mà vô cùng phức hợp, phải không ạ? Sanh ra đủ thứ đạo, sanh ra đủ thứ trò, mê tín dị đoan. Tự mình đắp lên cái pho tượng đó, rồi mình gán cho đây là Quan Âm Bồ Tát.
tự mình đắp cái pho tượng đó để mình vẽ ra đây, mình nói là đây là Thế Chí Bồ Tát. Tự mình đắp lên cái bức tượng bằng của mấy cái đứa gì đó thì chúng ta biết là đắp lên cái cục đất với vài bao xi măng thôi. Và chúng ta biết trong khi đó chúng ta xây một cái nhà để ở đó thì chỉ 100 triệu, 200 triệu là nó thấy là đẹp rồi. Nhưng mà một cái bức tượng bằng cái cục đá họ đéo ra một chút xíu thì chúng ta biết là chúng ta thỉnh cả 1 tỷ về. Chúng ta để ở trên đó và chúng ta lấy chế đây nè. Đây là Quan Âm Bồ Tát rất là linh này. Bức tượng này rất là đẹp này, rất là linh lắm. Linh lắm, linh thiêng lắm. Và chúng ta thấy đó, khi mà có tượng lên một cái rồi thì giáo pháp của Đức Phật nó biến mất. Người ta không còn hỏi han, người ta không học hỏi gì nữa hết á. Rồi người ta chế đây là Đức Phật A Di Đà này, Đức Phật này kia, đủ thứ hết, đủ thứ hết. Nhưng mà hỏi họ lời dạy của Đức Phật là gì? Bây giờ bạn đang hiểu cái gì về mình? Không, hoàn toàn không biết. Và họ cho cái đó rất là linh, rất là linh, rất là thiêng. Rồi về nhà họ còn mơ đó chứ, họ mơ là thấy Phật này kia về đem hào quang về rước đi nữa. Nhưng mà sáng ra thì họ vẫn đứng ở đó với cái thân trần trụi đầy bất tịnh đó, khổ đau đó mà họ không bao giờ họ biết hết. Và họ cứ cầu nguyện như vậy. Nhưng mà có một cái lạ, một điều là sao? Bởi tâm con người thì cái người được làm con người thì phước nó rất là nhiều. Và họ không phải họ làm cái phước này, phước kia rất là nhiều. Họ cho đi, họ cho con, cho cái, họ nuôi cha, nuôi mẹ. Với những cái tâm thiện đó, phước nó cũng trổ rất là nhiều trong cái đời sống của họ. Nhân quả đó. Và họ cho đó là tôi đi cầu nguyện ở trên cái chùa này linh thiêng như vậy nên nhà tôi nó được như vậy, con cái tôi nó được như vậy. Như vậy là trong bức tượng đá đó có một cái vị thánh ban phước, phải không? Một cái sắc pháp mà ban được phước báo cho mình. Chúng ta thấy nó rất là ngộ. Một cái sắc pháp ban phước báo cho mình, chứ không phải cái tâm thiện của chính mình nó ban phước báo cho mình. Cuộc sống này thì chúng ta thấy không? Nên là những kẻ, nên là thế gian này nó sao vậy? Những cái người si mê đó thì nó vô cùng là nhiều. Như vậy chúng ta thấy cái si mê ở đây á, nó bao trùm cả thiện, cả những cái pháp bất thiện. Nên là chúng ta thấy trong diệu pháp đó thì đó 81 cái tâm hiệp thế nó đều là cái đối tượng, đều là những cái đối tượng của lậu hoặc được hết. Như vậy câu kệ này Đức Phật dạy cho chúng ta là gì? Làm cái việc gì cần phải có cái sự suy xét về nhân, về quả. Biết chỗ nào là phước báo, chỗ nào gieo trồng phước báo. Mà cái thiện lành này nó cho cái quả, nó cho cái quả chân chánh, chi kiến thù thắng. Và Ngài cũng chỉ cho chúng ta thấy những cái sự si mê tâm tối. Đã đi cúng như vậy thì sao? Đã đi tế tự như vậy thì về nhà này sợ, sợ sệt, lo lắng. Sợ thần không có ban phước cho mình, sợ mình cúng ít quá. Hay là tới đó tâm của mình bất thiện, thì tâm của mình không an vui, rồi người này người kia nói thì tâm của chúng ta nó, tâm phiền não thì nó luôn luôn bị chao động. Nên là nó sanh ra những cái sợ hãi. Càng sợ hãi thì họ càng gì?
họ càng đeo đuổi, sợ những cái hình phạt của những cái pho tượng đó mà tự mình dựng lên. Và cái người canh chừng những cái pho tượng để được những cái, được những cái thọ hưởng những cái dư tàn đó, rồi họ vẽ ra nào là bùa, nào là chú, nào như là cầu an, nào như cầu siêu, bói toán giải hạn tùm lum như vậy á. À, chính vì cái chỗ đó nó gây ra, nó gây ra cái sự tai hại cho cái, nó không những đời này và nó muôn ngàn cái đời sau của chúng ta. Câu kệ Đức Phật dạy, cái câu kệ này là: tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm, chẳng bằng trong giây lát, cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Người trí thì không có mê mờ. Người trí phải biết tôn thờ cái gì nó đúng. Kệ Pháp Cú này được Đức Thế Tôn thuyết khi Ngài ngự tại quê Lúa Lá Trúc Lâm, đề cập đến cái vị thầy Bà La Môn là cậu của trưởng não Sariputta. Và tương rằng trưởng não đến thăm cái người cậu và hỏi: này thầy Bà La Môn, thầy có làm cái chút ít điều thiện chi không? Thì ông ta mới nói: bạch ngài, tôi có làm. Thầy làm cái điều gì? Thì cái vị này nói là: tháng tháng tôi cũng xuất gia hàng ngàn đồng, tôi bỏ ra hàng ngàn đồng tiền vàng để làm phước bố thí. Thì ngài mới nói là: bố thí cho ai? Thì bạch ngài, tôi cho cái nhóm Lý Gạch Thác Hiền Tử. Thì ở đây thì chúng ta biết câu này thì cho nhóm Lý Gạch Thác Hiền Tử là nhóm ngoại đạo, đương nhiên là nó cũng có phước rồi đó ha. Có phước chứ không phải là không có phước. Nhưng mà cái ý nghĩa ở trong câu kệ thì chúng ta phải hiểu rộng nó ra. Mục đích cứu cánh của họ là gì? Bạch ngài, là cõi Phạm Thiên. Đạo này đưa người đến cõi Phạm Thiên phải chăng? Bạch ngài, phải bạch ngài. Ai nói vậy? Dạ bạch ngài, các thầy A Xà Lê thuyết cho tôi nghe như vậy. Rồi thì Ngài Xá Lợi Phất mới nói là: thầy không hề biết đường lên cõi Phạm Thiên. Rồi cả mấy cái thầy A Xà Lê cũng chỉ có mình Đức Bổn Sư biết mà thôi. Thì Ngài mới nói là: lại đây này thầy Bà La Môn, ta sẽ đưa thầy đi nghe pháp thuyết về con đường lên Phạm Thiên giới. Nói rồi thì Ngài trưởng não dắt cái người cậu của mình trước Đức Thế Tôn, rồi tường trình hết mọi cái sự thỉnh cầu của ngài. Thì ngài mới nói: bạch ngài, thầy Bà La Môn này đã nói như thế này, như thế, xin ngài hãy từ bi hoan hỷ. Ngài có thể thuyết giảng giáo pháp về con đường để đi lên Phạm Thiên cho cái người cậu của con nghe được không? Thì Đức Thế Tôn lại hỏi: này Bà La Môn, thầy có nói như thế không? Thì ông ta mới nói là: dạ thưa con, ngài Cồ Đàm. Thì nghe nói vậy, Đức Phật mới dạy rằng: này Bà La Môn, việc thầy làm phước bố thí như vậy, dầu thầy có làm liên tục cả trăm năm thì cũng không bằng giây lát phút chốc thầy có tâm trong sạch nhìn ngắm một vị thanh văn của ta, hoặc là thấy, hoặc là thầy để bát cúng dường một bát cơm, một bát canh đến cái vị ấy, thì sẽ được những cái phước báu còn lớn hơn nhiều. Thì nói rồi Đức Thế Tôn mới thuyết pháp cho cái vị này và kết luận rằng là với bài kệ là: ma se ma se sa ha se na yo giá chê tha sa tăng sa măng e canh chát pha vít tát ta măng ma hút ta ma
Pipu chaye saye wapu chama seyo yache wasap sap tăng hú tăng. Mỗi tháng bỏ ngàn vàng sắm sanh lễ vật tự đến hàng trăm năm, không bằng giây phút ân cần cúng dường đến bậc chánh chân tu hành, cúng dường đúng cách phước lành còn hơn tế vật hy sinh mãn đời. Và cuối thời pháp này thì vị này đắc cái quả tu đầu hoàng. Vị này đắc cái quả tu đầu hoàng. Đó là cái bài kệ mà con đọc đến cho chư tỳ kheo tăng và chúng tôi đọc đến quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là trong rất nhiều đời, nhiều kiếp chúng ta sinh ra bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Chúng ta đã nhiều kiếp sống trong mù lòa, bị dắt dẫn bởi các cái tà sư ngoại đạo. Nên ngay cả bây giờ chúng ta đến chùa cũng vậy. Hiếm có người nào mà chỉ có Phật giáo Lam Tông của mình, những người chỉ mến pháp, thích pháp. Để những cái vị sư mến pháp, cung kính pháp, Đức Phật, thì họ mới nghiên cứu sâu và tu tập chân chánh. Họ không thích cái chuyện cầu an, cầu siêu. Cầu an, cầu siêu trong giáo pháp của Đức Phật nó cũng là một cái loại tà kiến. Làm sao có thể chúng ta đến một cái gia đình đó, một cái di ảnh đó, rồi chúng ta ngồi đọc mấy cái bài kinh bằng những cái từ ngữ, rồi chúng ta nói rằng cái người sanh về thiên giới, hồi hướng sanh về thiên giới được? Không có đâu. Bạn phải nên nhớ là tâm thức, cái dòng tâm thức của ai đó, nó xu hướng như thế nào, nó ngã về đâu, là nó đã ngã về đó rồi. Nếu mà cứu được như vậy thì nó đâu có còn là chánh kiến nữa, phải không? Nên là chúng ta mang rất nhiều những cái tà kiến ở trong tâm. Và chúng ta tu học cũng vậy. Chúng ta nghĩ rằng mình sẽ tế độ người này, mình sẽ cứu người kia. Không phải như vậy. Mà chúng ta chỉ nói lên cái pháp thôi. Khi hiểu, cái người hiểu pháp, người ta nói cái pháp. Nó vận hành. Mà thậm chí chúng ta thấy khi mà chúng ta cầu an, cầu siêu, chúng ta đi đến nhà người ta, tâm của chúng ta nó đầy phiền não. Chúng ta biết rằng là mình đọc như vậy
tâm của mình đầy bất thiện ở trong đó. Mình vẫn biết như vậy đó. Mình còn như vậy nữa thì làm sao mà cái người kia an. Không có. Và chúng ta phải nhớ là tâm nó có cái sự hình thành với nhân duyên của nó hết rồi. Nên Đức Phật dạy cái gì? Pháp vô vi là vô thường, khổ và vô ngã. Phải luôn luôn các con giải pháp, nói cái gì cũng phải nói cho người Phật tử biết, đừng có để họ cầu cạnh, họ mong ước, làm cho họ tham đắm ở trên đó. Và phải luôn luôn nói cho họ biết cái này là vô thường, không phải của tôi, cái này là khổ, cái này là vô ngã. Mà đã là cái vô thường, khổ, vô ngã, nó không phải là của tôi thì làm gì có cha, có mẹ, có anh em, tôi ở trong đó hoài thì làm sao mà ra khỏi sanh tử luân hồi. Vậy dầu cái người ngu thì tháng bỏ ra cả ngàn vàng, tức là làm lụng cực khổ. Tiền bạc như vậy, rồi họ đem đi đến những cái nơi, những cái tà kiến, có những cái tà kiến, những cái nơi tế tự. Họ tế lễ, họ nhảy múa đình đám, họ lên đồng lên bóng, rồi họ soi căn soi quẻ, rồi họ đoán trước đoán sau cho gia đình mình bình an này kia vân vân. Thì giàu cả trăm năm như vậy, thì những cái tài sản đó họ bỏ ra nó chỉ vô ích, mà nó đem đến cái tai họa là cái sự vô minh tâm tối. Họ sanh ra đời nào họ cũng mê đắm, chìm đắm. Trong cái như điệu múa đó, trong những sự cúng kiến đó, trong những cái sự mà gieo rắc những cái tà kiến đó của những cái chúng sanh đó. Như vậy thì trên đời này có rất nhiều người đem những cái tài sản đi đến cúng tự, cúng tế này kia, đến rất nhiều chỗ. Nhưng mà họ không thể thoát khỏi được cái vô minh tâm tối, cái sự sanh tử luân hồi được. Vậy trên đời này nhiều người giàu có lắm chứ. Nhưng mà người giàu có, người thiện, người tốt nhiều lắm. Ở trên thế gian này không thiếu gì cả. Nhưng mà người trí mới là hiếm có. Người con của Đức Phật mới là hiếm. Người có chánh kiến mới là hiếm. Chứ còn người tốt, người thiện ở trên đời này đầy. Nhưng mà người có minh mới là khó kiếm. Còn cái người vô minh thì đầy. Những cái người đó đem tiền bạc, dầu là hàng muôn ngàn bạc bể, thì cái họ nhận được thì cũng chỉ là một chút ít nhỏ mọn về cái phước báo họ sống trong thế gian này. Rồi họ lại chìm đắm trong cái sự mê đắm, miên man trong sanh tử mà thôi. Chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Như vậy thì những người như vậy Đức Phật khuyên là không bằng trong giây lát mà cúng dường cái bậc tự.
Cúng dường cái bậc tự tu là gì? Cái bậc tự thấy, bậc tự tu là cái bậc tự thấy, tự thấy cái khổ, tự thấy được cái khổ đế, cái nguyên nhân của khổ, cái sự diệt khổ và cái con đường đưa đến sự diệt khổ. Cái bậc tự tu, tự giải thoát tâm mình khỏi những cái cấu uế phiền não lậu hoặc với cái chánh pháp mà Đức Phật đem lại. Vì những cái bậc đó là bậc thực tu, thực chứng, bậc thánh thật sự, bằng xương, bằng thịt, không phải là bức tượng, không phải là vẽ lên, không bởi người ta tô lên, hồi người ta đồn đại, mà từ trong những cái lớp sống, những cái sinh hoạt cử chỉ của vị này thoát ra tất cả những cái sự an tịnh, những cái sự bình an, những cái sự thanh thoát. Mà ở đâu có? Xin thưa, thế gian này chỉ khi Đức Phật ra đời mới có các người con của Ngài, các cái bậc thánh tăng và cái bậc cư sĩ, thánh cư sĩ. Ngoài cái giáo pháp của Đức Phật ra thì không có được, không có được. Như vậy nè, kể cả những ai mà thấy những cái người bạn, người cư sĩ đó, người ta giữ gìn cái giới hạnh, vì cư sĩ nào bậc thánh họ cũng không bao giờ sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Có đôi khi các bậc thánh, họ người cư sĩ họ sống rất là khổ, họ kham nhẫn, vì là họ là bậc thánh nên là họ không có tranh đua tranh giành. Nên là kể cả những người cư sĩ mà thấy được cái người bạn của mình tu tập như vậy đó, mà đem đến những cái cơm nước, đem đến những cái thức ăn vật thực mà dâng lên cho cái người cư sĩ, vị đó cũng được gọi là cúng dường đến chư tăng đó, cúng dường đến bậc thánh đó. Cúng dường đó cũng là cúng dường bậc tự tu đó. Chứ còn chư tăng thì đương nhiên rồi. Và chúng ta phải nhớ là chư tăng giàu bây giờ có tệ cỡ nào chăng nữa thì các ngài do cái quả của nghiệp thôi, chứ chư tăng nào hầu như là 99% ai vị nào cũng đều là cung kính Đức Phật cả. Thì kiếp này không đắc thì kiếp sau các ngài cũng đắc bởi cái nhân duyên của nó. Chỉ có một số rất là ít do lạc lẫm, do những cái ác nghiệp nó chi phối thì ấy không có cung kính Tam Bảo thôi. Vậy thì chúng ta biết nè, chẳng bằng trong giây lát cúng dường bậc tự tu. Vậy cúng dường bậc tự tu, tại sao lại chẳng một giây lát thì cúng dường bậc tự tu sao? Thì cúng cái kia thì nó mông lung mà nó không có thật. Đêm về chúng ta lo sợ, không biết người đó, không biết ai cho, nhưng mà chắc chắn là rồi. Nhưng mà cúng dường bậc tự tu làm sao? Thì mình thấy bằng xương bằng thịt. Bằng xương bằng thịt. Những cái cử chỉ hành động của những cái bậc mà có tu tập, nó toát lên cái vẻ hiền từ, toát lên cái vẻ giải thoát. Và từ cái sự mà cúng dường đó thì vị đó được nghe cái gì? Được nghe cái diệu pháp. Được nghe cái diệu pháp. Được nhìn thấy cái người bằng xương, bằng thịt, cái cử chỉ bằng xương, bằng thịt này. Và vị đó mới chứng nghiệm được. Vị đó mới thấy được. Từ cái chỗ đó, cái hành động đó, mà vị đó làm sao? Vị đó thấy rằng là quả thực là con người trở thành các bậc thánh không phải là những pho tượng. Như vậy ta cũng là con người. Ta cúng dường bậc đức hạnh này để trở gì? Để trở thành đức hạnh. Cúng dường bậc tự tu, phước đức nó lớn vô lượng, bởi vì bằng xương bằng thịt, và chúng ta được nghe cái diệu pháp, và chúng ta được giữ gìn các cái giới hạnh, chúng ta được các ngài chỉ cho cái sự tu tập thiền định đạo quả, được nghe các ngài giảng dạy về những cái diệu pháp thâm sâu vi diệu. Và để tẩy, các ngài dạy cho chúng ta cái cách mà quán về thân tâm để tẩy trừ các cái lậu hoặc phiền não cấu uế. Đó là cái nguyên nhân dẫn đến khổ đau. Không còn bị mê tín, không còn bị gì? Không còn bị
bị sợ hãi, bị tà kiến lôi kéo nữa. Cúng dường vậy nó tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Cúng dường tốt hơn vậy thì mình giải thoát luân hồi. Còn cúng dường 100 năm mình đi tế tự, mình giết trâu giết bò rồi mình tế tự cho thần linh mà không biết thần linh ở đâu, mà mình chỉ nhìn mấy cái pho tượng đó để mình cho đó là cái người đó cai quản cái thiệt ác của mình. Rồi vì đó mình nghĩ rằng cái cúng dường như vậy thì cái người đó sẽ dẹp được cái ác của mình. Ta làm bất thiện thì thần linh sẽ che chở. Thì đó là tai hại. Còn mà cúng dường cho bậc tự tu thì bậc tự tu sẽ giảng dạy cho mình thiết thực hiện tại về các pháp, để mà pháp nào là thiện, pháp nào là bất thiện, con đường nào là con đường đi về ác giới, về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cần chấm, con đường nào đi về nhân giới cần phải tu tập, con đường nào đi về thiên giới, con đường nào đi về giải thoát sanh tử luân hồi. Chỉ có các bậc thánh bằng xương bằng thịt còn đang sống mới chỉ cho được thôi, chứ còn những cái bậc thánh mà bằng tượng đó thì không thể nào chỉ được, không thể nào chỉ được, không thể nào chỉ được. Không thể nào chỉ được. Như vậy thì chúng ta thấy cũng là pháp đó, nhưng mà kẻ trí và người ngu sử dụng nó như thế nào mà thôi. Phải không? Và rồi sao nữa? Chúng ta đã bố thí vô lượng rồi, và ta cũng nhận cái quả bố thí vô lượng rồi, nhưng bây giờ nó đâu rồi? Không. Và chúng ta bố thí cái gì? Chúng ta cũng cho nhau đất nước lửa gió thôi. Chúng ta nhận về cũng lại đất nước lửa gió thôi. Quả của nó cũng lại là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thôi. Tham sân si vẫn còn đây nè. Rồi làm thiện hay bất thiện gì nó cũng tạo tác ra ngũ uẩn mà thôi. Mà ngũ uẩn thì lại sanh là đau chết sầu bi khổ u ai mà thôi. Vậy bố thí cho bậc thánh để mà gì? Để mà chấm dứt không còn phải bố thí nữa. Chúng ta đừng có nghĩ chúng ta cho nhau cái gì đó ở thế gian này là nó cái gì đó cao quý nó không. Chúng ta cho nhau đất nước lửa gió màu mùi vị. Chúng ta nhận lại cũng nhận lại đất nước lửa gió màu mùi vị. Quả của nó cũng lại là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Xúc chạm này xúc chạm cái gì? Xúc chạm đất nước lửa gió màu mùi vị cứng mềm nóng lạnh. Hết rồi, chứ không phải là chúng ta bố thí rồi chúng ta được cái gì đó ghê gớm trong cái cuộc đời này. Nên là chính vì chúng ta bố thí cho các bậc thánh, các bậc thánh không có thích trong cái việc mà chúng ta không có đắm nhiễm trong cái vật thí của chúng ta là như vậy đó. Các ngài biết nó, biết rõ nó, các ngài nhàm chán nó, nên là các ngài không có tìm cầu những cái vật chất, mà các ngài chỉ xin cái bữa cơm để mà các ngài nuôi lớn các cái phẩm hạnh, giới hạnh và trí tuệ thoát ly sanh tử, để làm gương cho chúng sanh nối tiếp nhau với con đường chánh đạo này để ra khỏi sanh tử luân hồi. Do vậy là tháng tháng bỏ ngàn vàng, tế tự cả trăm năm chẳng bằng trăm giây lát. Cúng dường bậc tự tu, cúng dường vậy tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa, long vương, càn thác bà, xuất sanh, ngạ quỷ, phi nhân, a tu la, diêm chúa, và kính chia phước lành đến tất cả đạo phật tử quý công nữ ở gần ở xa khắp mọi nơi,
Xin quý ngài, quý vị trì hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài và sớm nếu chi được tứ thánh thánh đạo Đức Phật dạy, chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Phước lành này, con nguyện này, nhân này, duyên thành tựu chánh trí, thành tựu ba la mật, chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống này và trong chánh pháp của Đức Thế Tôn vô thượng này. Với phước báo này nâng đỡ dòng tâm thức của con luôn luôn tinh tấn học hiểu, thông hiểu một cách thâm sâu lời dạy của Đức Phật, vừa chứng đắc đạo quả và trình bày giáo pháp của Đức Phật một cách tốt đẹp, đầy đủ đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, xứng đáng là con của ngài. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức Tuệ Nhẫn. Dạ, chúng con kính thỉnh đại đức Tuệ Đức chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, sư có trước máy không? Dạ, kính thỉnh sư. Dạ, kính dân mít đến sư. Hawatu sabba mangalang rakhandu sabba devata sabba buddhanu pavena sarasothi pavandu te hawatu sabba mangalang rakhandu sabba devata sabba dhammanu pavena sarasothi pavandu te hawatu sabba mangalang rakhandu sabba devata sabba sanghanu pavena sarasothi pavandu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của Đức Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Xin cho quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đại đức Tuệ Nhẫn, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang da le Hê ra cha mát cha na quá ca cha bít ca vô Sa ra mi ca đà na pa ti u pa sa ca